cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của em. Và video hôm nay chúng ta cùng phân tích về vấn đề Phật giáo. Và nổi trội nhất đó là Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là một vị thần tăng mà hầu như từ Bắc tới Nam đều công nhận người này là một vị tu khổ hạnh theo 13 hạnh đầu đà của Ngài Ca Diếp ngày xưa để lại. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong video hôm nay. Nó có 3 cái vấn đề mà chúng ta cần phân tích. Cái phân tích thứ nhất đó là cái hạnh tu của Thầy Minh Tuệ có đúng với 13 hạnh đầu đà hay là đúng với lực tu của Ngài xưa, của Ngài Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ, gọi là Sĩ Đạt Ta hay không ha. Và cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phân tích ở đây nữa đó cô chú anh chị, đó là gia đình Sư Minh Tuệ xoay quanh chuyện vợ chồng của Úc Thìn rằng đây trên mạng trầm rộ ha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị sẽ lần lượt cùng với em đi qua cái video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn và phân tích cặn kẽ hơn tất cả các sự việc. Và cái ý thứ ba nữa là cái công ty rằng đây thì cái công ty Thiên Định Tệ hay gì hay Định Tệ gì đó cô chú anh chị đã xuất hiện trên mạng và cho rằng là công ty này do Sư Minh Tuệ ký và làm giám đốc và mở ra cái công ty này để mà phục vụ cho sự tu hành của Sư Minh Tuệ và các vị sư khác và bà con đến đó để viếng thầy. Thì chúng ta sẽ lần lượt qua cái video này với 3 chủ đề trên. Và 3 chủ đề này là 3 chủ đề đang nóng bỏng trên mạng xã hội gần đây. Và mong rằng qua 3 chủ đề này thì chúng ta cũng giải tỏa được một phần nào đó về nghi vấn, về sự mà chúng ta chưa thông ở trên mạng xã hội. Này, biết đâu đó thì cô chú anh chị xem được video của em thì sẽ hiểu rõ hơn về 3 cái vấn đề mà chúng ta đề cập bên trên. Rồi, giờ đây chúng ta sẽ đi vào vấn đề thứ nhất là hạnh tu của Thầy Minh Tuệ. 13 hạnh đầu đà như vậy là có đúng với tông chỉ của Ngài Ca Diếp hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ ngày xưa ở bên Ấn Độ hay không? Đây, chúng ta sẽ cùng em sẽ lần lượt chúng ta tóm gọn về sự việc tu khổ hạnh. Thì cô chú anh chị nhớ nè, khi Ngài Ca Diếp tìm nguồn ánh sáng trí tuệ, đó là tìm đến Phật Thích Ca hay còn gọi là Đức Cù Đàm của ngày xưa, thì trong con đường mà Ngài Ca Diếp đi đến tìm Phật Thích Ca thì Ngài Ca Diếp đã tu cái hạnh khổ hạnh đó rồi nha cô chú anh chị. Đó. Và Ngài Ca Diếp là người đã giác được rồi mà chưa thấy được con đường. Đó, khi Ngài đi đến Đức Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ thì mới thấy rõ cái con đường đó. Và từ đó 13 hạnh đầu đà mới xuất hiện ở tại Ấn Độ. Và chúng ta cũng không biết là 13 hạnh đầu đà hay là 14 hạnh đầu đà hay là 15, 11, 12 hay là 9 hạnh đầu đà. Đó, mà chúng ta chỉ mường tượng cô chú anh chị qua những cái ghi chép và biên dịch lại trong kinh sách để lại mà thôi. Nhưng tại thời Ngài Ca Diếp ở tại ngoài Ấn Độ với truyền giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ thì vẫn không có sách sử nào biên chép là hạnh đầu đà là có 13 hạnh hay là 14 hạnh hay là 15 hạnh. Chúng ta vẫn không khẳng định được và cũng không có sách sử nào chép biên trong thời đó. Mà sau này á, sau này cô chú anh chị một số vị tăng khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tịch diệt, có nghĩa là nhập niết bàn, thì mới ngồi lại với nhau để mà ghi chép những lời vàng tiếng ngọc của Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ để biên dịch thành kinh sách cho quý vị đọc. Và từ Ấn Độ nó sẽ truyền vào Trung Hoa và
truyền qua các nước khác nữa rồi mới thông dịch thành tiếng Việt Nam của chúng ta đó. Và ngày xưa của chúng chị không phải là dịch bằng tiếng Việt bây giờ đâu, mà dịch bằng tiếng Hán, Hán Việt. Có chúng chị biết là hồi xưa là mình dùng tiếng Hán ha, tiếng Nôm gì đó đó, và bây giờ mới dịch thành tiếng Việt của chúng ta. Và qua bao nhiêu thời gian thông dịch và biên chép như vậy thì cô chú anh chị có chắc chắn rằng là hạnh tu Đầu Đà chỉ có 13 hạnh hay là 14 hay là 11 chăng? Và đây là một con số 13, đó là một con số ước tính trần của kinh sách chép biên mà thôi, chứ con số chính xác là không ai có thể khẳng định được. Và hiện tại ở tại Việt Nam của chúng ta, sư Minh Tuệ đang tu theo 13 hạnh Đầu Đà mà được thế gian ca tụng với pháp tu đặc biệt đó, không chỗ ở, không nơi trú xứ, và không cất giữ tiền bạc, không giữ đồ ăn qua đêm, ngủ thì ngủ ngồi đó, và không ở nơi nhà cửa mà chỉ ở nơi nghĩa địa đó cô chú anh chị, hoặc là nơi bóng cây bóng tùng bóng quan gì đó. Quần áo thì nhặt từ những cái nghĩa địa hay là những cái bãi rác, mà còn những cái mảnh vải mà còn lành thì cái người tu đó họ sẽ đến đó và nhặt những cái mảnh vải đó, hoặc là xé những cái mảnh vải lành đó mà kết lại thành ikasa, là kasa của chúng chị. Và mỗi người tu theo hạnh Đầu Đà chỉ có 3 y đó, đại y và thân y và nhục y của chúng chị, gọi là 3 y chứ không phải là 3 cái bộ đồ mà chúng ta thay hàng ngày nha, không phải. 3 y là khác nha của chúng chị đó. Khi nào ba y đó không có còn xài nữa thì mới kết lại một cái như vậy nữa để thay cái bộ đồ đó ra đi đó. Thì cô chú anh chị biết cái, em chỉ lược giải như thế thì cô chú anh chị biết cái hạnh tu Đầu Đà nó cực khổ đến cỡ nào, và tại sao nhiều nước tăng tiến hơn Việt Nam và nhiều nước ta nghiên cứu Phật giáo sâu hơn, rộng hơn đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng chỉ có đất nước Việt Nam của chúng ta mới có người tu được hạnh Đầu Đà, 13 hạnh này. Chúng ta cho nôm na là 13 hạnh, nhưng mà chúng ta vẫn không biết chính xác được là bao nhiêu hạnh mới gọi là tròn vẹn hạnh Đầu Đà. Nhưng mà ở đây con số 13 này đã được kinh sách và được lược giải từ Ấn Độ ghi chép biên dịch tới Việt Nam chúng ta là con số 13. Thì hiện tại cô chú anh chị và các bạn cùng với em đều tìm hiểu 13 hạnh Đầu Đà, chứ không ai tìm hiểu sâu hơn và rộng hơn nữa. Chúng ta chỉ nói trong video hôm nay đủ 13 hạnh Đầu Đà đó thôi. Thì sư Minh Tuệ là một vị sư xuất phát từ Gia Lai đó, và ông đã học và đi nghĩa vụ, sau đó ông chán nản cuộc đời, sống không có niềm vui đó. Dù trên mình ông đầy đủ các tiện nghi, tiền bạc, danh dự và cả việc làm cho nhà nước nữa, nhưng ông vẫn không thấy được niềm vui của chính mình, của bản thân mình. Sau đó ông xin nghỉ việc và xuất gia tại một ngôi chùa. Và ngôi chùa đó cũng không in trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu ngày đầu tiên mà ngài sư Minh Tuệ xuất gia trong một cái ngôi chùa thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sao? Thì sư Minh Tuệ sẽ có giấy công nhận là sa di hay là tỳ kheo gì rồi. Đó. Thì sau đó sư Minh Tuệ cảm nhận cái việc tu hành đó không phù hợp đối với chính ông, và ông xin ra khỏi chùa và đi lang thang tu theo 13 hạnh Đầu Đà mà ông đã từng đọc qua kinh sách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ
và ngài Ca Diếp. À, và ông hành cái hạnh này đã cách đây 6 năm rồi của chúng chị. Và từ Bắc vào Nam và từ Nam đã ra ngoài Bắc. Thì trong Nam của chúng ta còn 3 tỉnh là Sư Minh Tệ chưa đi qua. Và trên đường từ Bắc trở về Nam một lần nữa thì sao? Thì có nhiều YouTuber, TikToker và fanpage đã ghi hình Sư Minh Tệ và công bố trên mạng xã hội qua nhiều hình thức lan truyền khác nhau. Thì từ đó Sư Minh Tệ lan tỏa trên nền tảng xã hội và nhiều người biết đến vị chân tu này. Vì sao gọi là chân tu? Đó, vì người tu là họ tu để giải thoát cho chính họ và họ cũng không cần chùa, đó, không cần tiền và không giữ thức ăn qua đêm, không ở một nơi trú xứ. Có nghĩa là mọi vật trên đời này đối với họ đều là không không và như như. Thì con người tu mà đạt được trình độ tâm không và tánh như thì người đó đã chứng vào bậc A-la-hán, Bồ-tát hay là Duyên Giác của chú anh chị. Và tu một thời gian sau nữa họ sẽ lấp đầy cái chữ vàng thì họ sẽ thành chánh đẳng chánh giác. Đó. Thì cô chú anh chị, vừa qua chúng ta đã tóm tắt cái quá trình tu học của thầy Minh Tệ có đúng theo lời chỉ dạy 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca hay ngài Ca Diếp ngày xưa để lại hay không. Thì đến đây chúng ta khẳng định một điều: Sư Minh Tệ đến giờ phút này vẫn đi đúng theo con đường khổ hạnh 13 hạnh đầu đà để tu học. Và đó là con đường đi tắt, đi vào trực chỉ nhân tâm mà kiến tánh thành Phật. Thì ngoài ra chúng ta cũng nên biết rằng hạnh đầu đà chỉ là một cái hạnh để khơi dậy cái lòng từ bi bác ái cao cả của nhà Phật. Và làm thế nào áp dụng 13 hạnh đầu đà đó mà khơi dậy chiếc thuyền trong tâm của chúng ta và từ đó chúng ta mới cứu độ được chính mình. À, thì đến đây chúng ta đã lược giải được cách tu và Sư Minh Tệ tu như vậy là có đúng chánh pháp hay không ha. Và cái thứ hai, chúng ta đến phần thứ hai của video hôm nay, đó là nói đến gia đình của Sư Minh Tệ. Thì gần đây cô chú anh chị, gia đình Sư Minh Tệ thì cô chú anh chị biết gần đây á, thì xuất hiện rất là nhiều chuyện. Nào là anh của Sư Minh Tệ, rồi sau đó thì em dâu và cả cha mẹ của Sư Minh Tệ. Đó. Thì cô chú anh chị biết tới gần đây cái sự việc nó sùm lên, nó làm cho cái sự việc gia đình nó xáo trộn lên. Thì gia đình của Sư Minh Tệ của chú anh chị hiện tại bây giờ ở ngoài Gia Lai thì đã đặt cái bảng trước cửa nhà là miễn tiếp YouTuber, Facebook và TikToker. Đó, vì sao? Vì họ không có thời gian để tiếp chuyện là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là họ cũng không muốn gia đình xào xáo thêm nữa. Vì một cái lợi nhuận của một người nào đó trong gia đình đã đá động đến rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng khía cạnh mà họ đá động đã làm náo động đến tất cả người ngưỡng mộ một vị thần tăng, một vị thánh tăng như là Sư Minh Tệ. Thì cô chú anh chị biết đó, từ thời gian mà chúng ta được thấy ngài Sư Minh Tệ đầu trần chân đất ôm nồi cơm điện đi từ hướng Nam đi ra hướng Bắc và từ hướng Bắc đi vào hướng Nam, đó cô chú anh chị, là em chỉ nói là hình ảnh YouTube bắt gặp thôi nha, chứ thật sự ra thì Sư Minh Tệ xuất phát từ Bắc vô Nam trước nha.
Đó. Thì cô chú anh chị biết cái khi mà đến Gia Lai á, cô chú anh chị, khi mà gần đến Gia Lai, đến nơi xứ nhà của cha mẹ của ngài Sư Minh Tệ, thì sau thì gặp rất là nhiều khó khăn vì bà con đã bu rất là đông và đã làm đến mất an ninh trật tự ở những địa phương mà thầy đi qua. Trong đó của chúng chị, trong đó có rất là nhiều hạng người đi chung với Sư Minh Tệ, trong đó là có là công an an ninh giả thành các vị sư đi theo có nè đó, và các đạo tà len lỏi vào để mà nhằm trục lợi cũng có nè. Nhưng đó là những cái phía cạnh bên phía ngoài, còn giờ đây chúng ta sẽ phân tích phía cạnh bên trong gia đình Sư Minh Tệ. Thì cô chú anh chị biết trong thời gian đó Sư Minh Tệ mới rìa gia đình và được gia đình giấu rồi như thế nào đó đó nhân nhân, thì cô chú anh chị đã nghe và biết được trên mạng xã hội rồi. Gần đây thì lại lộ ra cái thông tin là vợ của Út Thình là Linh nhận rất là nhiều tiền và nhiều vàng của các mạnh thường quân đã gửi về cho Sư Minh Tệ nhằm mục đích là cung phụng hoặc là làm cái gì đó cho Sư Minh Tệ trên con đường tu học đó. Nhưng số tiền đó lại lọt vào tay của gia đình Sư Minh Tệ, và từ đó là một cái lỗ hổng trong nền gia đạo của Sư Minh Tệ. Số tiền không phải là 100, 1 triệu hay là như thế nào đó, mà số tiền này nó lên rất là khủng của chú anh chị. Tại vì người ta cho rằng á, cúng dường một vị Phật là phước báo vô lượng, cho nên á, người ta không bao giờ tiếc tiền để cúng dường đâu. Đó, thì cô chú anh chị biết sự việc nó càng rắn động hơn thì rằng đây có nhiều vị Phật tử đã cúng dường và quay lại để cũng như là sao kê hay là cái gì đó bắt Linh phải công bố rõ ràng về số tiền mà họ đã cúng dường. Đó. Thì ngoài việc cúng dường ra thì cô chú anh chị cũng biết gần đây trên mạng xã hội cũng có nhiều người phát tán rằng là vợ của Út Thình đã kết nối với nhiều mạnh thường quân khác nhau mà chúng ta không rõ được là số tiền là bao nhiêu. Mà rằng đây thì cô Linh này nè, cô Linh là cô chú anh chị, để càng nóng bỏng hơn và cho rằng cái cốc của Sư Minh Tệ không phải là của Sư Minh Tệ, cho nên là người này lại phát ngôn là nó có quyền gì đó mà lại về cốc này. À, có nghĩa là họ đang làm một cái thiết âm mưu, cô chú anh chị, một cái thiết âm mưu để nhằm trục lợi riêng cho chính họ. Thì cô chú anh chị và các bạn cùng được biết giống như em thì rằng đây thì hầu như Sư Minh Tệ là một cái tên đã được nổi tiếng rất là nhiều nơi, và nhờ cái Sư Minh Tệ đó mà phát triển được du lịch tâm linh đó. Thì cô chú anh chị biết khi mà Sư Minh Tệ quay về cốc đó để tu hành thì nơi đó nếu mà đặt một hoặc là hai hoặc là ba cái thùng gì công đức thôi, thì cô chú anh chị biết không biết bao nhiêu tiền mà đếm xuể cô chú anh chị đó. Thì sự việc của gia đình của Sư Minh Tệ là một cái sự việc riêng, cho nên là chúng ta không nên móc khoét quá nhiều, và chúng ta chỉ nói để chúng ta biết về sự việc xào xáo rằng đây trong gia đình của Sư Minh Tệ mà thôi. Và đến cái sự việc thứ ba mà chúng ta cần phân tích ở đây, đó là công ty Thiên Đình Tệ đó. Và nhiều người đã YouTube
và Facebook đã lan truyền rằng công ty này là do chính tay của Sư Minh Tuệ ký để thành lập công ty, để nhằm mục đích là Sư Minh Tuệ về đó để tu học cùng với các vị sư khắc thực cùng với Sư Minh Tuệ cũng được về đó để tu học trong cái công ty đó, trong cái khoảng thời gian đó, diện tích đó. Và bà con cũng có nơi đến gặp Sư Minh Tuệ mỗi lúc mỗi nơi trong cái diện tích mà công ty đó đã công khai và đã xin chính quyền cấp phép đó. Thì nơi đây nó còn, cô chú anh chị cho rằng là đó là một cái vui mừng, một cái tột độ, là chúng ta đi đến đâu cũng gặp được Sư Minh Tuệ trong cái phạm vi công ty Thiên Đình Tuệ, Thiên Đình Tuệ gì đó cô chú anh chị ha. Thì đây chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về cái công ty này. Cái thứ nhất đó cô chú anh chị, là chúng ta cần phải biết người thành lập công ty là quản trị viên hay là tổng giám đốc cô chú anh chị. Cô chú anh chị hãy nhớ, công ty được thành lập, cái thứ nhất là một thành viên là một người làm chủ cho công ty, hay là cổ đông. Nếu cổ đông thì phải có quản trị viên hoặc là chủ tịch hoặc là người làm việc ở trong cái công ty đó nữa. Nếu công ty Thiên Đình Tuệ là công ty một thành viên cho do chính tay Sư Minh Tuệ ký để mở công ty đó, thì cô chú anh chị thấy nó mắc kẹt ở chỗ này, thì Sư Minh Tuệ phải là giám đốc hay là tổng giám đốc để điều hành cái công ty đó. Khi mà làm tổng giám đốc hay là giám đốc để điều hành công ty đó thì thời gian tu học của Sư Minh Tuệ không bao giờ được nữa cô chú anh chị. Đến đây, nếu công ty này của Sư Minh Tuệ và Sư Minh Tuệ là người điều hành cái công ty này thì hầu như là việc tu của Sư Minh Tuệ chấm dứt tại đây. Và Sư Minh Tuệ không còn là vị thần tăng hay không còn là vị thánh tăng trong lòng của hàng vạn con tim nữa. Vì sao? Vì công ty là đã đá động với kinh doanh, mà kinh doanh là mưu cầu sự sống trục lợi cho người và thành viên trong công ty đó. Đó. Và sự điều hành của công ty từ A đến Z và sự tiếp khách và nhiều vấn đề khác nữa đã xảy ra trong cái sự việc công ty này. Chứ không phải công ty này mở lên để nhằm mục đích che mắt của bàn dân thiên hạ thì chuyện đó không ai ký giấy cho các bạn đâu. Đó. Và ký giấy một thời gian sau người ta cũng đến kiểm kê và làm việc hết hà, không có thể nào mà y như các bạn nghĩ đâu. Là việc mở công ty để Sư Minh Tuệ về đó để tu học và mọi người đến đó để mà gặp Sư Minh Tuệ để mà được ngài truyền giáo. Xin thưa của chú anh chị, không có chuyện đó. Mà công ty Thiên Đình Tuệ đó mở ra, cô chú anh chị biết là công ty đó được hợp pháp nha cô chú anh chị, là công ty của em Sư Minh Tuệ đó, em trai Sư Minh Tuệ đó, người ta mở ra đây nè, là một cái công ty thu mua rau củ quả và giao lại cho các đầu mối khác nha cô chú anh chị. Còn nhiều người người ta cứ nói là công ty đó là thành lập để mà phục vụ cho việc tu hành của Sư Minh Tuệ. Xin thưa cô chú anh chị, việc đó là không chính xác. Và đối với một người tu giống như Sư Minh Tuệ, tứ đại giai không, mọi việc đều không, và tu theo 13 hạnh đầu đà, thì cô chú anh chị biết Sư Minh Tuệ không bao giờ quay về gia đình của mình để mà phục vụ cho cái công ty và phục vụ cho cái việc du lịch tâm linh của gia đình của mình đâu. Đó.
Cô chú anh chị biết khi mà cái công ty đó nó hoạt động, cô chú anh chị, chỉ cần bốn cái gốc thôi, bốn cái gốc để bốn cái gì thùng công đức thôi, thì cô chú anh chị biết cái du lịch tâm linh, cái doanh thu vượt trội cả nước luôn. Cô chú anh chị biết cực kỳ quan trọng, đây là một cái điểm nóng cực kỳ nóng. Mà sư Minh Tuệ là một cái người được gọi là thần tăng và những người được gọi là Phật sống, và trong khi đó sư Minh Tuệ là một cái người từng đã học qua đại học và cái cách vận hành và mở công ty, thì sư Minh Tuệ cũng đã rành về sự việc này đó. Thì cô chú anh chị biết nè, cái công ty được mở ra không phải là một cái địa điểm kinh doanh bình thường mà cô chú anh chị lên trên một cửa để mà cô chú anh chị đăng ký kinh doanh. Nhưng công ty thì nó lại khác. Công ty nó lại khác. Đó. Công ty một thành viên và công ty cổ phần nó khác nữa cô chú anh chị. À, và cô chú anh chị biết cái công ty mà được nhà nước công nhận thì cô chú anh chị phải rõ tất cả các vấn đề hết ha. Và không thể nào một vị thần tăng mà lại quay về cái công ty đó, hoặc là quay về cái cốc của vườn sầu riêng để cho gì, để cho gia đình mình để được trục lợi về phần hướng nội du lịch tâm linh, doanh thu vượt trội như vậy. Một vị thần tăng có lẽ nào không biết được việc này? Một người giác ngộ không lẽ nào không hiểu được lòng dạ của những con người như vậy? Huống gì Đức Sư Minh Tuệ đang tu theo 13 hạnh đầu đà, và trong 13 hạnh đầu đà đó có hạnh không ở nơi một chỗ của chú anh chị, có nghĩa là không ngủ và ở một nơi trong nhiều ngày đó, phải ngủ ở nghĩa địa hoặc là gốc cây, không được ăn nhiều bữa trong ngày, và không được trữ thức ăn qua đêm, và không được giữ tiền bạc cho mình đó. Cô chú anh chị biết cái hạnh đó là một hạnh cao ngút trời. Và hiện tại đất nước Việt Nam của chúng ta, cô chú anh chị, lại được sở hữu nhiều vị thần tăng như vậy. Mà đến đây thì cô chú anh chị biết cái sự việc càng nóng bỏng hơn, và càng làm cho cô chú anh chị mình quan tâm. Đó là cái sự nóng bỏng của gia đình sư Minh Tuệ, và sự nóng bỏng cái công ty Thiên Đình Tuệ hay gì á, Thiên Định Tuệ chứ, em cũng không có nhớ kỹ như cô chú anh chị đó. Nhưng mà cô chú anh chị nên nhớ là một vị thần tăng như sư Minh Tuệ thì không bao giờ mà quay trở về gia đình hoặc quay trở về công ty đó mà tu học, để cô chú anh chị mình thẳng con đường hay gì đó. Vì nhiệm vụ của sư Minh Tuệ không phải như gia đình họ nghĩ, mà nhiệm vụ của sư Minh Tuệ là cái người ta đi giác tỉnh trần gian kìa, chứ không phải là ở yên một chỗ để mà nói pháp đâu đó. Và đến đây thì em cũng xin tạm dừng lại video hôm nay. Thì kính chúc cô chú anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều vui vẻ. Mong rằng sẽ gặp được cô chú anh chị ở video kế tiếp để chúng ta phân tích rõ hơn về tất cả các vấn đề về sư Minh Tuệ. Em xin chào ạ.